À, xin được chào chị Xuân Anh ạ. Không biết là ngoài đó thì cái cảm giác rét cóng lắm không ạ chị? Mỗi ngày gia quân, mỗi ngày khỏe mạnh. Vâng, Thanh Hoàng Dương, thưa quý vị khán giả, tại thủ đô Hà Nội lúc này thì nhiệt độ đang vào khoảng 16 độ C. Cảm giác thì bớt rét hơn những ngày trước, bởi vì ngày hôm nay thì là trời nhiều mây cho nên nhiệt độ có phần là giảm xuống khá là chậm. Tôi đang có mặt tại nhà thờ lớn Hà Nội và nơi này là một trong những nơi tổ chức lễ Giáng sinh lớn nhất trên cả nước. Không gian thì được trang hoàng rất là lộng lẫy, không khí ở đây thì tưng bừng và nhộn nhịp. Ai cũng muốn được chụp ảnh với nhà thờ này, rồi với cây thông khổng lồ cao tới gần 16 mét. Và cái không khí náo nhiệt ở nơi đây thì cũng làm cho tôi cảm thấy là gần như là thời tiết chẳng còn rét nữa. Nhưng mà đấy là cảm nhận của riêng tôi thôi, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là người khác thì cảm nhận như thế nào. Chào bạn. Đêm Giáng sinh mà trời như thế này thì bạn cảm thấy như thế nào về thời tiết nhỉ? Em cảm thấy thời tiết cũng khá là lạnh nhưng mà cũng không buốt bằng mấy hôm trước ấy, nên là đi chơi Giáng sinh rất là thích ạ. Ok, cảm ơn bạn nhé. Hãy cùng xem là em chào gia đình ạ. Gia đình cho em hỏi là trong cái đêm Giáng sinh mà trời rét như thế này thì mình cảm thấy như thế nào nhỉ? Thời tiết như thế này mới thích cho em, như thế này mới là đêm Giáng sinh. Như thế này thì nó phù hợp với cả không khí mà đi đến chỗ đông người không bị quá nóng em ạ. Còn chị thì sao ạ? Chị cảm thấy thế nào và có điều ước gì cho đêm Giáng sinh không ạ? Giáng sinh chị có một điều ước, đấy là tất cả các mùa trong năm đều theo quy luật của nó, để tất cả mọi người có thể hòa chung vào các cái không khí mùa lễ hội của từng năm một. Cảm ơn gia đình mình và chúc gia đình có một mùa Giáng sinh vui vẻ. Thưa quý vị khán giả, trong tối ngày hôm nay thì tại khu vực nhà thờ lớn sẽ còn diễn ra nhiều hoạt động khác nữa. Và theo dự báo thì tại thủ đô Hà Nội trời sẽ tiếp tục tạnh ráo và thuận lợi cho việc di chuyển của mọi người. Đến khoảng 10 giờ thì nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội sẽ hạ xuống còn khoảng là 13 độ C. Và trong tiết trời mùa đông, nếu như mà quý vị đi chơi Giáng sinh thì hãy đừng quên là mang theo áo khoác và khăn quàng để bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Đối với khu vực miền Trung, vào dịp Giáng sinh năm nay thì lại có mưa nhỏ, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động mừng lễ Giáng sinh. Tại Đà Nẵng, do là không khí lạnh dồn sâu xuống nên nhiệt độ đêm nay cũng sẽ hạ xuống khoảng là 18 độ C, trời rét. Tại Đà Lạt, nằm ở cao nguyên cho nên thời tiết đêm Giáng sinh mang đậm đặc trưng của Tây Nguyên, tiết trời tạnh ráo, rét khô. Nhiệt độ lúc 19 giờ khoảng là 16 độ C, càng về đêm thì trời lại càng rét và nhiệt độ giảm thấp nhất lúc 1 giờ là 14 độ C. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, sau một ngày trời nắng thì thời tiết lúc này lại khá là dễ chịu. Dự báo mức nhiệt thấp nhất đêm nay tại trung tâm thành phố và huyện Củ Chi hay Hóc Môn, thành phố Thủ Đức sẽ là 23 độ C, gió cấp 2 và độ ẩm khoảng 84%. Đối với huyện Cần Giờ và phía nam của Nhà Bè thì nhỉnh hơn 24 độ C. Đó là những diễn biến thời tiết trong đêm Giáng sinh ngày hôm nay, và chúc quý vị khán giả của chương trình Việt Nam hôm nay sẽ có một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc.